Và cũng liên quan đến những đối tượng trốn truy nã nguy hiểm, công an huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang vừa bắt giữ một kẻ đã đâm trọng thương nhiều người rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Y là Dương Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn. Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021, Hậu cùng vợ là Dương Thị Thắm nói chuyện với Lâm Văn Bốn và Nô Tánh Linh. Giữa Thắm và Linh xảy ra mâu thuẫn. Thắm cầm dao chém bề sống dao vào lưng Linh nhưng không gây thương tích. Hậu giật dao Thắm đang cầm rồi chém nhiều nhát vào người Linh khiến cho Linh gục tại chỗ. Linh được mọi người đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 26%. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 7 năm 2021, theo vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một phụ nữ. Hậu dùng dao đâm người phụ nữ gây thương tích 5%, đâm chồng của nạn nhân gây thương tích 1%. Do Hậu bỏ trốn khỏi địa phương nên đầu tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã nguy hiểm. Gần đây, Hậu trở về nhà lên núi lẩn trốn nhưng bị công an phát hiện bắt giữ.